xin chào quý khán giả của Hộp Trăm Official. Hiện giờ đây là ngày quay thứ 3 của bộ phim Trùm Nổ. Và hôm nay là quay một cảnh đại cảnh. Và từ sáng tới giờ đó là từ 7 giờ sáng là Trâm cũng như là diễn viên đã có mặt rồi. Đó là mình nói tiếng Quảng Ngãi luôn rồi. Mình đang, cái vai của mình đang nói tiếng Quảng Ngãi. Là 7 giờ sáng là có mẹ ở đây rồi. Mà quay quay nén rất là nén luôn. Và bây giờ mình đã được vô bên trong cái nhà trò rồi. Cái đây là một cái xưởng rồi là để mà cưa rồi vậy đó mọi người. Mình thuê chỗ này để mình quay cái phim. Tại vì cái lúc này là bối cảnh quýnh lộn. Hồn nhiên như những thanh niên trong xóm. Là bây giờ chia một đoàn phim mà chia ra làm 6 nhóm. Cái nhóm mà cái nhóm nhiều chuyện và quay YouTube là nằm ở đây. Đâu? Nhóm này là cái nhóm mà cầm điện thoại từ 6 đến 8. Còn cái nhóm ngoài kia là cái nhóm đang mi. Rồi nhóm đứng ngồi đây là nhóm đang móc mũi. Trời ơi chết luôn á. Kỳ quá nè. Đâu? Còn nhóm bên đây là mấy anh chị tất cơ đơ đang tập đánh võ. Hello chị Dung. Nè anh, trời ơi, một kéo à. Còn nhóm bên đây là chú đạo diễn với mọi người đang bàn để một hồi nữa quay. Đó là bốc cảnh. Bây giờ con có 40 thôi đúng không? Trời ơi, cái gì mà cột dây rồi, đó là trời. Đó, bối cảnh ở đây là hoành tráng hơn cả bối cảnh về nhà ăn Tết trong cái cảnh mà đánh nhau luôn. Bây giờ là mọi người đang tập cảnh đánh nhau nè, bây giờ mình ra mình giả bộ mình đánh với mọi người đi. Trời ơi. Chị Dung là trong các cơ đơ đó quý vị, trời ơi. Thế gia cho Trâm bao nhiêu phim rồi đó. Nó khỏe đó không? Em đâu có tập. Trời ơi. Chị ơi sao càng ngày còn sexy vậy chị? Hả chị? Sao càng ngày càng sexy vậy? Ê quý vị nhà chị này Trâm thấy đóng nhiều phim võ thuật. Thấy đóng nhiều phim mà người ta tên gì không biết luôn. Đẹp và đóng nhiều phim võ thuật mà quên. Trời ơi chị đánh trong cái đóng phim trong cái gì Tân Anh Hà đó. Rồi nhìn nó phim gì chị mỹ nhân kế chị đóng mỹ nhân kế phải chính luôn, đánh rất là đẹp. Nửa Trâm giống như cầu cào thôi, còn chị là mới đúng là nhà con nhà võ luôn à. Con nhà võ đánh đẹp lắm. Anh rảnh không rồi anh đánh thêm đi để chị Dung đánh hạn. Anh rảnh ra đánh thêm đi. Phim về nhà ăn Tết vừa rồi mình đánh cũng dữ lắm chứ bộ. Bật thương bà đi truyền. Hư, muốn lộng không? Giờ đánh cái này muốn lộng. Thôi. Phải giấy tao luôn. Được không? Đấm ra. Đồ chào có nhỏ vậy? Em có nhỏ mà. Được không? Phải làm đỉnh luôn rồi. Còn cao còn ngựa lên không yên chứ móc dưới đài chết tôi là long chảo thủ. Ôi khỏe quá Trâm, khỏe quá. Ai giờ lé số 4 hồng lực đá của Trâm này kinh khủng nhất lắm các bạn. Đáng thương mấy đứa phối hợp của Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh đang bên mình đạp cho ông té luôn nha. À đâu? Thôi Trâm khỏi đạp, ẩm rồi ông té rồi. Cái gì đạp có chút xíu rồi đó trời. Không đâu. Nhưng mà ý là lực của Trâm đá khỏe hơn. Thôi thôi. Bước quân. Đừng chọc. Đừng quay cả thầy. Khán giả nên thấy những cảnh không nhà nhìn như kêu con gái. Nam bây giờ vậy nè, anh đứng im đi. Nó nghe em nhảy lên đây, em kẹp cổ lên đây, em để anh xuống nha. Thôi. Nhà có muốn thằng con trai nên đừng có kẹp cổ. Đứng quần nhập.
Ủa mà có giả thiệt hả? Cái cảnh này nè, chồng gửi chồng tương lai của Hồ Bích Trâm này, gửi chồng tương lai của Hồ Bích Trâm. Con nhỏ mới là đây nè, quýnh cái đòn nào là tao nói là chỉ có tắt thở thôi chứ không giờ sống nổi. Đánh ghê rồi. Con nhà giỏ đây nè. Nhìn cái gì? Mọi người định nhảy vô đó, chị đừng nhảy vô đó nha. Bảo vệ con gái, chị không được nhảy vô trong cái đống gỗ đó. Tại vì nó có những cái mảnh găm nhỏ 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 ra lắm. Đi nhỏ nữa, nguy hiểm lắm. Chị mang giày luôn đi. Không mang giày luôn á, giờ thả dép ra quýnh lộn nè, quýnh chương nè, giờ gặp ai đụng ai quýnh nó nè. Đánh với La Liệt, đánh nhau với Hộp Trâm. Vô. Anh còn sổ to cho em. Đánh nhau. Ôi, ơi, ôi gì cây vậy? Cứu tao mày, cứu tao, cứu tao, cứu tao! Ngã rồi, ngã rồi. Tôi mệt quá, giỡn mệt. Nói chung là mình là giỏ của làng á, chứ không giỏ gì trơn. Ok. Anh Vũ có. Thấy chỗ nào? Ghê thiệt. Hay quá chị ơi, đẹp quá chị ơi. Mai mốt chị về giờ có gánh chồng chị không vậy? Mốt mà anh nào xác định lấy chị là đừng có nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè gây xác định luôn á, xác định về hưu sớm. Ơi bên này thôi bây giờ anh làm anh báo em nha. Đoàn phim đang quay hả quý vị? Chú Thọ Tư rồi. Trời đừng quay, mới ngủ dậy đừng quay. Vô. Nghe được. Tại bên nhà.
mệt quá, bị giỡn hoài nó mệt. Bỏ đi ngủ quá. Mong quý vị khán giả trong kia đang quan xem và thương trường sẽ vào xong đột nhập sâu vào hội trường quay cho quý vị khán giả xem trong đó sẽ đang những gì. Từ sáng giờ quay phim quay ở ngoài nén, tao nói cái dài từ dưới đây lên tới ngựa tao nói rớt luôn, tao rớt không thấy. Hôm nay ngày thứ ba quay phim trùm nổ rồi quý vị, đây là một trong những cảnh mà rất là khó luôn. Mà cậu Tư á, ngủ tới 11 giờ cậu Tư mới dậy. Cậu Tư, tại sao cậu Tư ngủ trễ vậy? Tại sáng dậy sớm, 6 giờ là dậy rồi. 6 giờ dậy là ngủ tiếp phải không? Dậy ngủ tiếp. Đồng hồ reo 6 giờ, xong cái tắt cái bắt đầu 6 giờ 10 nó reo nữa. Cứ cách 10 phút, 10 phút vậy đó. Bắt đầu mình thay đổi tư thế từ nằm nó bò dậy ngủ rồi lá rồi ngồi dậy tắt ngủ, ngồi tiếp. Thì cái lần cuối cùng là 6:40 mới ra khỏi cái giường. Cuối cùng xe đoàn tới trước bối cảnh luôn. Bữa nãy cậu tôi đi đâu mà? Chui vô trong cái góc kia ngủ mà, có cái chỗ nhỏ ngủ vô. Lẹ đi ngủ nữa. Cậu Tư là ngoài nhiệm vụ là đi tìm bối cảnh, lo cho ekip và đặc biệt là ngủ rất nhiều. Lo cho giấc ngủ của bản thân. Ngủ giùm ekip. Đặc biệt là lo cho giấc ngủ của bản thân đúng. Đâu sợ mọi người ngủ không đủ, mình ngủ bù cho mọi người. Sao mà cậu Tư đi không có nhiệm vụ ra ngoài mà cậu ra khỏi nhà, cậu ra khỏi đây gì ngủ nữa hả? Ngủ đi em ơi, đi em ơi, ngủ qua đi ra chị Ngân bữa nay đi tắm bi ơi. Mình nghỉ ngơi xíu ra, xin chào mọi người, mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều cảnh hậu trường cho mọi người coi nha. Có những cái cảnh mình liên quan tới phim thì mình không quay được tại vì nó ảnh hưởng tới cái nội dung của phim á. Xin chào mọi người, nhớ đăng ký kênh của Trâm nha.